nha, mà nó tìm cách nó lấy hoài ra không được nha. Thằng nhỏ này á, nó làm rớt cái banh phía dưới cái xe, mà nó tìm cách nó lấy hoài ra không được nha. Thằng nhỏ này á, nó làm rớt cái banh phía dưới cái xe, mà nó tìm cách nó lấy hoài ra không được nha. Thằng nhỏ này á, nó làm rớt cái banh phía dưới cái xe, mà nó tìm cách nó lấy hoài ra không được nha. Thằng nhỏ này á, nó làm rớt cái banh phía dưới cái xe, mà nó tìm cách nó lấy hoài ra không được nha. Thằng nhỏ này